Đến thành phố Osaka thì nên ăn món gì? Ok. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một món đặc biệt của Osaka. Ui, lại nhỉ. Quang lắm. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái món đặc trưng của Osaka. Khi mà đến Osaka thì mình không thể nào mà không ăn món này được. Thì món này ở Nhật thì người ta gọi là món okonomiyaki. Tiếng Việt nó gọi là bánh xèo. Xin giới thiệu các bạn thì về cái món ăn này ấy, thì ở Việt Nam chúng ta thì hay được gọi với cái tên thân thương đó là bánh xèo. Và bên Nhật này ấy, thì tiếng Nhật nó gọi là gì? Thì nó là okonomiyaki. Thì hôm nay chúng mình thì sẽ đưa các bạn đến một cái quán gọi là rất nổi tiếng về cái món ăn này để chúng ta cũng cùng thưởng thức và trải nghiệm cái món ăn đó như thế nào nhé. Rồi, chúng ta đi đã. Bên này là vẫn đang có dịch cho nên là anh em vẫn là bịt khẩu trang. Thì sau khi mà đi thì từ nhà đi ô tô đến đây tầm 30 phút thì bây giờ hiện tại là mình đã đến quán ở Okonomiyaki. Trước mặt mình đây là quán này, quán là Zyukari. Quán này thì khá là lâu đời, thì quán là đã hoạt động từ năm 1953 cho đến nay. Thì quán này là một trong những quán cổ kính nhất tại Osaka. Quán này thì cách ga Osaka tầm 5 phút đi bộ là anh em có thể đến được quán này. Nếu mà sau mình sẽ để địa chỉ ở bên dưới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào review bên trong quán xem xin được. Chúng mình là cũng đã tới bàn của chúng mình hôm nay. Đây thì cái hệ thống quán này thì nó rất là đặc biệt, bởi vì mỗi quán sẽ được trang bị một cái vỉ nướng, hay là tiếng Nhật còn được gọi là tiếp băng. Đó thì nó sẽ rất là to như thế này, và khi đồ ăn được mang ra thì chúng ta và nhân viên có thể sẽ chế biến trước mặt chúng ta xem, và khi nguội chúng ta cũng có thể tự nướng để hâm nóng đồ ăn. Nhưng mà hôm nay thì chúng mình sẽ tự thử thách bản thân bằng cách là chúng mình sẽ thử hỏi nhân viên mình cách làm, và mình sẽ thử tự chế biến cái món ăn này xem nó sẽ ra như thế nào nhé các bạn. Bắt đầu dây đi. Bằng cái băng nghe có sự thể khách chấp mà đi không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nay thì thật sự bạn đây là lần đầu tiên mình được thay kênh, là được thử nghiệm cái cách làm của Vietnamese như thế này. Thì có thể nó hơi không được đẹp cho lắm, nhưng mà ít nhất là mình cũng được thử nghiệm, và đây sẽ là suất ăn của mình. Đây thì các bạn hãy cùng đón xem kết quả nhé. Vâng, thì hiện tại trên bàn chúng ta là đang làm món okonomiyaki. Thì cái món này nó rất là đặc biệt, thì cái món này thì ở trong nó gồm có những thành phần là đầu tiên là bắp cải, sau đó là tôm và bạch tuộc, và ngoài ra là có thêm cả bột nữa anh em nhé. Đó, thì cái bột này thì là rất đặc biệt và đặc trưng của vùng Osaka mới có thôi. Các bạn mà đi vùng khác thì sẽ không bao giờ thưởng thức được cái vị đặc trưng đặc biệt của cái vùng như Osaka này đâu. Cho nên là nhất định khi mà đến Osaka thì các bạn phải thưởng thức một lần, không là sẽ cảm thấy là cực kỳ là liên tiếp đó. Đã là 2 giờ chiều và chúng ta cửa hàng vừa kết thúc ca bán buổi trưa, và hiện tại cửa hàng rất là vắng khách, chỉ có bạn mình và một bạn bên cạnh. Các bạn nhìn đấy, không gian cửa hàng rất là rộng, và đặc biệt tại những quán ăn ở Nhật thì các bạn có thể thấy người ta rất chu đáo, người ta để sẵn cho mình những chiếc móc để treo quần áo để khi chúng ta ngồi ăn sẽ không bị vướng bẩn lên những chiếc quần áo đẹp của mình. Thì vừa rồi là bên bọn mình đã ăn xong, và đây là cái hóa đơn của bên Nhật nhé. Thì bên mình là ăn 3 suất, thì là tổng là 3 sen 190 yên, thì theo tiền Việt Nam ấy thì nó tầm khoảng độ 650.000 đó, nó là 650.000.